Rồi, Sang xin chào anh em. Bây giờ thì Sang sẽ giới thiệu với anh em một những cái mẫu kìm của hôm nay bắt, mà đặc biệt là cái trong cái lần hàng này thì Sang về một cái mẫu mini kìm mỏ quạ dòng Cobra của Naipac. Cái này rất là đẹp luôn, dễ thương ghê luôn không? Có tí xíu thôi anh em, nó có 100 ml thôi. Rất là nhỏ ha. Ở phía trên này nó sẽ để chữ Cobra nè, và nó làm cái sập kiểu như là nó trống trượt á. Phía bên dưới này thì sẽ là dập nổi chữ Made in Germany ở đây phần này đó. Thì cái này chiều dài của nó nè 100 ml không đó. Sang sẽ đo cái độ mỏng của cái này, cái miệng của nó đó. Cái miệng nha, cái miệng nó mỏng, rất là mỏng luôn nha. Nó chỉ có 3,5 ly thôi anh em ơi, 3,5 ly thôi đó. Thì dặn cái góc hẹp như thế này nè, nó đút vô cầm vặn những con ốc mà góc hẹp kẹp vô ha. Nó có thể mở được tối đa ở đây thông số khi mình cầm đây, tối đa là 33 ly, 33 ly hả, kẹt kẹt thì có thể làm hơn được luôn á ha. Nhưng mà nếu mà bóp sát như thế này á, thì tầm khoảng là 21 ly hả? Cái mã của nó là 8700 nè, 8700 100 ha, 8700 100. Cái kìm mỏ quạ Cobra thì cái này á, nhỏ mà có vỏ nè, giá của nó tới 720.000 ha, 720.000, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship. Anh em nhớ cái mã không ta? 8700 gạch 100 đó, 8700 gạch 100 nè. Giá chưa có ship à, chuyển khoản thì được reship anh em, là giá 720 nè. Hoặc là anh em nhắn cái mã là KB029 nè. Rồi, dòng cấp ra nhỏ thì ở đây nó còn một size nữa nhưng mà Sang chưa có lấy. Size này size lớn nè. Size này mình mới về thêm, anh em đặt hàng không rồi thì về mấy cây anh em đặt hết rồi. Rất là đẹp luôn em. Kìm mẫu quạ của Naipac thì dòng này nó có để reset, tức là cái nút này nè, bấm vô nó sẽ kéo ra nhanh. Ha. Rất là nhanh. Đó. Cơ chế răng anh em thấy là cái răng của nó rất là dày luôn. Này thì độ cứng thì anh em yên tâm rồi ha. Cái này thì cũng chắc cũng anh em cũng biết rồi, chất liệu của nó là vanadin à, thay vì vanadium van va gì vanadium à, rơm vanadium vanadium, còn này nó là vanadin à. Ở dưới này nó sẽ để Made in Germany phần dưới này à. Chiều dài của cây này á, thì là 250 mm và nó mở được tối đa ở đây nè, sang đo thực tế luôn nha nè. Nếu mà bóp sát như thế này được 55 ly, 55 ly cầm như thế này là 50 ly. Nó có cái size mà tới 300 luôn, nhưng mà size 300 thì ít ai mua lắm, cỡ này là vừa. Thì cái kèm này á, là theo cái một số cái video mà bọn bọn Tây đó, nó review á ha, thì nó có khi mà nó bóp lên và nó có thể nó đứng lên mà nó nhúng luôn á, và khi mà đem ra thì cái găng này nó vẫn còn yên nguyên không có gì hết, nó xịn cả đó, độ cứng nó tốt cả đó thì khỏi chê rồi. Cây này giá của nó là 900.000, 900.000 ha. Thật sự mà cái kìm mỏ quạ mà 900.000 thì giá thật sự là rất là tốt nếu mà hàng xịn á. Cái này là cái mã của nó đó em, mã là 8722 250. Ở cái này anh em đọc cái này đi cho mình dễ chốt, 8722 250 ha. Rồi. Nếu mà anh em muốn có cái cây nó giá tốt hơn, giá rẻ hơn một tí xíu thì chúng ta sẽ có một cái cây này. Cây này là dòng là 88 ha, 8802 250 nè. Tám tám không hai hai năm mươi thì cái loại này nó sẽ không có nút ha, không có nút mà nó có hai cái gảnh như hai bên nè, nó kẹp lại
giống như một cái cây mà của Tesora này, nó mạ rơm, còn cái này thì nó sẽ không có mạ rơm mà nó mạ phosphor ha, phát. Ở đây nó có tổng cộng là 1 2 3 chắc 9 nắp quá. 4 5 6 7 8 9 à, thường là 9 nắp ha. 9 nắp mở ra. Nó đi tới đây nó sẽ ngừng. Thì cái loại mà mẫu quả là mà trong những cái dòng cái kiểu như thế này là ngon nhất ha. Cái này nó mở tối đa ở đây được đó là 46 ly nè, nếu mà mình đo đây là khoảng 40 46 47 đó. Đó. Chiều dài 250. Cán anh em thấy là cái cán này hãng nó bảo hành cho mình luôn là cái kiểu như là chống tuột á, không có tuột nổi cái cán này, loại cán này. Mà anh em thấy cái cán dày phù hợp với người, nói chung là phù hợp với cái sở thích của người Việt. Đó. Ở bên Nhật thì nó sẽ là cái cán cái kiểu cán nhúng. Cán nhúng. Rồi, cái này giá của nó là 720. Mã đặt hàng á, thì anh em nhắn là 8802250. À, cho nó dễ 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 nhớ đi, thống nhất với nhau về kỳ mẫu qua ở cái những cái hàng của Namex cho nó vậy đi, cho nó dễ đọc nè. Make in Germany. Cái đó là hai cái kỳ mẫu quạ. Bây giờ thì Sang sẽ giới thiệu với anh em, ở đây nó sẽ có cái mỏ lết kìm, kìm mỏ lết ha. Kìm mỏ lết thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ở đây mình có 5 xa, 5 cây, 5 kiểu đó. 5 cây thì cái nhỏ nè, thấy không? Cái nhỏ này lần trước mình chưa chưa có, lần này mình về thêm. Lần trước thì cây này hôm nay có anh đặt nữa nè. Thì ở đây là size 250 và size 180. Thì cái màu đen đó là nhìn nó đen huyền, nhìn nó cũng khá là đẹp. Nói chung là xét á, thì cũng lâu xét lắm anh em. Cái này thì nó thạng, nó dường như là khó xét hơn nè. Cái này thì nó cũng rỉ xét nhưng mà nó lâu lắm. Tại vì nó mạ một lớp cũng khá là dày á. Kìm mỏ lết thay thế cho một cái mỏ lết. Nhất là nó gọn mà nó mở được bự nè. Và nhanh nữa. Đó. Nhanh thay vì cái kia là dặn 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 như cái này. Cái này là phải dặn 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 ha. Còn cái này cứ kéo bấm nút này và kéo ra tới đó là vừa, bóp lại là một lụm tiền ha, siết thôi, rất là bền. Và cái độ cứng nó là hiện tại là nó là số 1 á, số 1 thế giới về cái độ cứng và cái kiểu làm như thế này. 8602250, cây này chiều dài 250 ha, Made in Germany nè. Thì cái này là giá của nó là 1 triệu, sang nhớ là 1.500, 8602250, 1.510.000, 1.510.000 ha. Và giá là giá chưa có phí vận chuyển. Đó. Anh em nhắn cái mã nè 8602250. Còn cái này à, quên nữa, cái này mở tối đa là 52 ly, 52 ly ha, tối đa là 52. Cây nhỏ hơn thì chúng ta mở được tối đa là 40 mm, 40 mm. Thì chiều dài của nó là 180, hãng nó cũng tính hết trơn rồi. Tức là nếu mà cái chiều dài này mà đối với con ốc 40 thì cái đối với cái chiều dài này chúng ta vẫn có lực để chúng ta mở ha, vẫn có lực để chúng ta dặn. Cây này 8602180, giá của cây này là 1.390.000. Còn cây này thì nó mạ rơm đây, cái bự trang như cái này luôn, cũng là mở được tối đa là 52 nhưng mà nó mạ rơm thì nó lâu xét hơn. 8605250, 8605 nha anh em, coi chừng lộn nha. Cây này giá 1.750.000, mới về thêm luôn á, 1.750.000 ha. Còn cây này thì ngắn hơn, cây này mở được 40 à, chỉ 180 chiều dài. 8605180, cây này giá 1.520.000 à. Thì so với cái cây này thì nó, anh em thích cái màu nào? Nếu mà thích cái màu trắng này thì nó hơi mắc tiền chút, nếu mà thích màu đen thì mua cái này nó sẽ ngợi hơn. Chất lượng về độ cứng nó giống như nhau, nó chỉ khác nhau về cái nước mạ cho nên là nó mất tiền hơn. Còn một cây nữa Sang chưa giới thiệu với anh em, đó là một cái cây
kìm mở led cách điện 1000V ha, chất liệu là VDE, nhựa chuẩn luôn, chuẩn VDE. Nó có cái này để chống tụt tay mình vô đây nè ha. Cái này là mắc tiền nhất. Nói chung là nó, tại vì nó mắc tiền, là thứ nhất nó đã mạ rơm là mắc tiền rồi, thứ hai nữa là cái cán nữa, cái cán nó làm cho thêm tăng chi phí, thêm tăng thêm giá cao hơn ha. Mở thì vẫn là 52, chiều dài vẫn là 250mm đó, cách điện 1000V, chuẩn VDE nè, Nabec Made in Germany nè đó. Hàng thì chứng từ xuất xứ rõ ràng nha anh em. Cây này giá của nó hình như là 8606 ha. Cái này là mã của nó là 8606 nha anh em. Cái này 1.920.000. 1.920.000 ha. Đó. Mua cây này không biết chừng nào mới bán lại cho anh em được cây nữa, chỉ khi, trừ khi mà anh em làm mắc thôi. Rồi, nói tới kìm cách điện thì Sang sẽ có hai cái kìm cách điện mới về đây. Cây này khổng lồ luôn. Cây này là 225 ly nha. Đó, cái mẫu nói chung là kìm điện mà 225 ly là anh em mua nhiều á, tại vì nó có cái tay đòn dài á, mình cắt mình sẽ nhẹ hơn tí. Đó, mạ rơm ha, chuẩn cách điện 1000V. Thì cái này chắc cũng không nói gì nhiều nữa thôi, nói chung là nó xịn rồi, bây giờ nói gì giờ. Cái này nó cắt được dây pino là 2.5 ly, cắt được dây pino 2.5 ly là hiện tại là kìm xịn nhất rồi đó. Không có cái cây nào mà cắt được 3 ly đâu nha. Kìm xịn nhất là cắt 2.5 ly thôi. Và cách điện 1000V là trên đây, bác ở đây. Made in Germany, nó sẽ dập ở đây. Cây này giá của anh ta là có bao nhiêu? Cái mã của nó là 02. 0206. Cây này giá 1.030.000. Giá rất là, nếu so với một giá khác cục phân khúc thì nó cạnh tranh hơn rất là nhiều, và nó có tiếng tăm hơn nhiều nữa. 1.030.000 ha cho cây này. Còn cây này nó ngắn hơn. Cây này thì 200mm. Cây này là 0602 06 200. Xin lưu ý là nhắn đúng mã 0206 200. Cây này giá 910. Đó, cây này nó mắc hơn hơn 110.000. Cây này 0206 225. Cây này kìm đa năng, mới hôm nào giới thiệu, hôm nay giới thiệu lại, sẵn đây giới thiệu luôn. Đó. Cây này giá của nó là 1.000.000. Cái này là mã đặt hàng của nó là 1.3 1.396 200. Cái này 1.500.000. 1.396 200. Cái này 1.500.000 ha, đa năng. Đa năng là có 6 chức năng: cắt dây cáp, tuốt dây điện, bấm cót, do kẹp giữ. Cái này cũng do nữa nè, đó, do như thế này. Chiều dài 200mm. Cắt được cáp là 15 ly. À, 15 ly. 1.500.000 ha. 1.500.000. 1.396 200. Rồi, Sang giới thiệu thêm với anh em một cái kéo. Hôm rồi mình về không đủ bán, hôm nay thì về thêm. Kéo này là xịn sò vô cùng, nó có cái vắt như thế này cho mình vắt cho nè, của Nemec. Cái điện cán cực kỳ dày luôn ha, kéo điện cho nên là nó làm cán dày, nhưng mà không có cách điện chuẩn 1000V đâu nha anh em. Nó chỉ làm cán dày, tức là có thể sử dụng được điện sống, nhưng mà cái độ an toàn thì không có ha. Hả? An toàn tuyệt đối là chỉ có sử dụng cái cán này thôi, cái loại cán này. Cái này là mã của nó là 950510. Ở đây là cái lỗ này chúng ta dùng để chúng ta cắt dây điện nè, cắt nó không bị móp dây điện, hoặc chúng ta do ngang xong ta tuốt ra. Phần này trên này nó sẽ có cái răng cưa để mà nó bám giữ. Khi mà cắt một cái vật tròn á, thì cái răng cưa này nó sẽ bám lại, anh em cắt xuống nó sẽ bén hơn so với cái bình thường. Chiều dài của cái kéo này á, khi mà đo bằng này thì nó được 150mm ha. Nè, độ cứng của nó là 56, chất liệu là HRC, chất liệu là inox nè, HRC 56. Kéo rất là đẹp, xịn sò luôn anh em. Kéo này làm điện xài ngon lành, cái này chỉ sợ mắc thôi. Cái này giá của nó là 700.000, mã đặt hàng của nó là 95 ha. 95
0510. Rồi, hôm nay giới thiệu với anh em hai cái mẫu vít của BB Wiston. Đây là cán, nó rất là nhẹ luôn, nói chung là hàng xịn, anh em cầm lên là nó nhẹ lắm, giống như Anet vậy đó. Anet cầm lên nó cũng nhẹ phao à, cái này cũng vậy, rất là nhẹ luôn. À, độ cứng thì khỏi chê rồi, những cái cây của này BB Wiston này, nhất là nó làm đẹp, khẳng định là anh em là BB Wiston làm mẫu rất là đẹp, từ màu sắc, từ màu sắc cho đến cái độ hoàn thiện của nó là cũng khá là đẹp, kiểu dáng. Thì cái này là BH2 sử dụng thường xuyên nè. À, nó mạ đây rất là đẹp luôn. Thì cây này giá sang bán là 380.000. Cái phần này là 100 mm, tổng dài của nó là hơn 2 tấc một tí xíu. Phần này là 100 nè, cộng 2 ha. 380.000. Cái mã đặt hàng của nó, cái này nó mã nó dài quá, anh em nhắn cái mã là KB034. KB034 ha. À, vô cộng. Cái này dấu trừ, cái này là trừ 5.5. Trừ 5.5, chiều dài của cái phần này đó là 150 quá. 120. Cái phần này là 120 nè. Tổng dài của cây này là được là 22 cm. Cây này giá 320. Mã đặt hàng của nó là KB035. KB035 ha. 320. Rồi, đây bộ này đây. Bộ nhỏ xíu xíu này mà giá của nó là 1.250.000. Làm quá đẹp. Tô vít nhiều mũi của BB Wiston. Đó. Đặc biệt cái mẫu này nó sai gì, nó làm theo cái kiểu mà vặn vặn này thì nó làm như là rút gai này nó nhanh hơn là cái kiểu vặn. Không? Và trong này nó sẽ có tổng cộng là 8 mũi vít. Rồi có là trừ 5.5, trừ 6.25, cộng 1, trừ 4, trừ 4 rồi, cộng 2. Đó, rồi mũi hoa thị. Hoa thị thì chúng ta có hoa thị 10, hoa thị 15, hoa thị 20. Và đặc biệt cái mũi vít này á, cái vít này nè, cái lực từ tính nó rất là mạnh luôn nè. Mình lần đầu tiên mình cầm cái vít này mình thấy được cái lực từ tính này, so với những cái thằng khác của Nhật thì cái này nó dữ hơn. Cho nên là tiền nào của đó là phải mà. Không. Khi mà anh em cắm cái mũi vít này vô á thì chiều dài của nó là được là 23 cm. Đó. Lực hút rất là mạnh nha, từ tính rất là mạnh. Cái phần thân này là chúng ta được 1 tấc 1 nè. Tính từ đây tới đây nè là 1 tấc 1. Nếu mà tính luôn cả cái mũi luôn á thì nó được 1 tấc 3. Từ đây cho tới chỗ này là 1 tấc 3. Của hãng BB Wiston. Wismax ha. À, 8 mũi. Giá của cái cây vít này là 1.250.000, KB036. 1.250.000 và giá là giá chưa có phí vận chuyển. Rồi. Đó là hôm nay Sang giới thiệu với anh em một số cái mẫu xịn, hàng cao cấp nhất luôn của Đức và của BB Wiston Thụy Sĩ ha. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem. Anh em đặt hàng thì xin gọi điện hoặc lên website. Shopee Sang cũng có bán, Lazada cũng có luôn ha. Xin chào anh em nha.